Thưa quý vị, hiện nay một số thị trường khách quốc tế truyền thống trọng điểm của thành phố Đà Nẵng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn do nhiều nguyên nhân khách quan. Để bù đắp vào lượng du khách chưa thể phục hồi đó, du lịch Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để khai thác các thị trường khách quốc tế truyền thống có chính sách du lịch thông thoáng, đồng thời cũng khai thác các thị trường khách tiềm năng có sức chi tiêu cao. Những năm qua, Malaysia là thị trường luôn nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hiện nay, theo các công ty lữ hành khai thác dòng khách inbound, tức khách quốc tế, lượng khách Malaysia đặt tour du lịch đến thành phố có tín hiệu khởi sắc. Các đoàn khách MICE, tức khách công vụ của các công ty lớn, tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng bắt đầu gia tăng. Bên cạnh đó, với việc tiếp tục chương trình hỗ trợ khách MICE năm 2023, trong đó chú trọng các đoàn khách quốc tế sẽ là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng thu hút lượng lớn dòng khách này đến với thành phố. Đoàn công ty chúng tôi đã đi tham quan Bà Nà, Cầu Rồng và những điểm du lịch nổi tiếng. Với điểm Bà Nà, tôi thấy nơi này rất đẹp, thời tiết tốt, chúng tôi có thể thư giãn trọn vẹn. Đợt sau có thể tôi sẽ dẫn gia đình đến du lịch tại Đà Nẵng. Vừa qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức gian hàng Đà Nẵng Fantastic City để quảng bá điểm đến tại hội chợ SATE năm 2023, là hội chợ du lịch lớn nhất Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại Ấn Độ, qua đó tăng cường nhận diện hình ảnh điểm đến và kết nối với các đối tác quốc tế. Với việc mở các đường bay trực tiếp từ Ấn Độ đến thành phố Đà Nẵng trong năm 2022, Ấn Độ góp mặt trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng, chiếm 4,66% cơ cấu khách quốc tế tại thành phố. Hiện lượng khách Ấn Độ đến Đà Nẵng trong những tháng đầu năm 2023 khả quan. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng với Sở Du lịch và Trung tâm xúc tiến và công ty chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều sự kiện. Kể cả việc đi sang tận Ấn Độ để làm việc các đối tác về những cái đám cưới Ấn Độ trong của thành phố Đà Nẵng sắp tới, chúng tôi cũng phối hợp với đối tác tại Ấn Độ tổ chức rất nhiều cái đám cưới của các đối tác khác nhau. Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố, thị trường Ấn Độ có đặc điểm có thể giúp cho du lịch Đà Nẵng phát triển hơn, thúc đẩy quá trình phục hồi của ngành du lịch. Ấn Độ lượng khách họ không chỉ đi 5 sao mà khách còn có thể đi là 4 và 3 sao. Và họ không chỉ là đi du lịch theo gia đình, mà họ có thể là đi theo du lịch theo từng nhóm thanh niên trẻ, rồi du lịch MICE cũng rất là nổi tiếng. Và đặc biệt là đám cưới Ấn Độ, đó mang lại lượng khách khổng lồ cho Đà Nẵng. Ngoài ra, mới đây Đà Nẵng cũng tổ chức đón đoàn farm trip lữ hành Nam Phi đến tham quan, khảo sát du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam, đã nhận được những đánh giá cao về cơ sở vật chất và hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng của Đà Nẵng, nhất là du lịch văn hóa và các sản phẩm cho gia đình. Nam Phi được đánh giá là thị trường tiềm năng của du lịch Đà Nẵng với sức chi tiêu cao. Để khôi phục lượng khách quốc tế như thời điểm trước dịch COVID-19 thì vẫn còn nhiều thách thức đối với du lịch Đà Nẵng. Khi xu hướng tâm lý du lịch của khách có nhiều thay đổi sau dịch bệnh, nên ngành du lịch cần cập nhật, nắm bắt kỹ điều này để thu hút có hiệu quả du khách đến Đà Nẵng. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị các cái chiến lược cũng như các cái chương trình xúc tiến thị trường phù hợp với cái đặc thù và thị hiếu của từng thị trường để chúng tôi đạt cái hiệu quả cao nhất về cái xúc tiến khai thác thị trường. Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như du lịch biển, du lịch đêm, du lịch tâm linh, hiện nay Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực phát triển và đẩy mạnh thương hiệu điểm đến du lịch golf và du lịch cưới để thu hút đối tượng khách du lịch cao cấp.